đỡ được ít tiền đấy. Nha. Yeah. Bây giờ dân người ta khôn hơn rồi. Mối hàn kia nhìn quay sang kìa nó vẫn bốc hơi ùn ùn kìa. Hả? Mối hàn vẫn bốc hơi ùn ùn kìa. Ăn được thẳng thế thì nó mới thẳng là tiền sắt đâu giá đây là đây ta. Bọn bán sắt đâu sợ. Nó cũng sợ chứ. Mà cái ông làm cho nhà dân cái ông lấy hết. Đâu, tôi cứ quay ngày nào làm ngày đấy. Về tối lại làm. Tôi tưởng xong chương trình thì bắt đầu mới tổng hợp lại từ đầu đến cuối. Đâu, quay ngắn mà, quay cứ 2 phút 1 thôi mà. Quay dạng video ngắn mà. Sáng này nó chưa lắng thì trèo đây chơi tí, lắng thì xuống dưới kia chơi.